Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 32. Năm thứ 10 về đời vua Sê-đê-kia nước Giu-đa, có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi. Ấy là năm thứ 18 về đời vua Nebuchadnezzar. Bây giờ, đạo binh của vua Babylon vây thành Jerusalem. Còn tiên tri Giê-rê-mi thì đã bị giam nơi hành lang lính canh trong cung vua Giu-đa. Vì Sê-đê-kia, vua Giu-đa đã giam người nói rằng: "Làm sao ngươi nói tiên tri rằng Đức Giê-hô-va phán như vậy: này, ta sẽ phó thành này vào tay vua Babylon, người sẽ chiếm lấy. Sê-đê-kia, vua Giu-đa sẽ chẳng tránh khỏi tay người canh đê, nhưng chắc sẽ bị nộp trong tay vua Babylon, sẽ nói cùng vua ấy miệng đối miệng, mắt nhìn mắt. Vua ấy sẽ bắt Sê-đê-kia về Babylon, người sẽ ở đó cho đến chừng nào ta thăm viếng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Các ngươi dầu đánh với người canh đê sẽ chẳng được may mắn." Giê-rê-mi nói: "Có lời của Đức Giê-hô-va phán cho tôi rằng: này, Hanamê-en, con trai Sa-lum, chú ngươi, sẽ đến nơi ngươi mà nói rằng: hãy mua ruộng của ta tại Anatot, vì ngươi có phép chuộc để mua lấy. Hanamê-en, con trai chú tôi, bèn theo lời Đức Giê-hô-va, đến thăm tôi trong hành lang lính canh và nói rằng: ta xin ngươi hãy mua ruộng của ta ở Anatot trong đất Benjamin, vì ngươi có phép hưởng gia tài và chuộc lấy, khá mua lấy cho mình. Bây giờ tôi nhìn biết rằng ấy là lời của Đức Giê-hô-va. Vậy tôi mua ruộng ở Anatot của Hanamê-en con trai chú tôi, và tôi cân 17 siếc lơ bạc cho người. Tôi viết khế và niêm phong, mời người làm chứng và cân bạc trong cái cân. Tôi liền lấy tờ khế bán, cả khế đã niêm phong theo lề luật và thói tục, và khế để ngỏ nữa. Tôi trao khế mua cho Baruch, con trai Neriya, cháu Maaseya, trước mặt Hanamê-en con trai chú tôi, và trước mặt những kẻ làm chứng có ký tên vào khế nữa, cũng ở trước mặt mọi người Giu-đa đang ngồi trong hành lang lính canh. Đoạn tại trước mặt họ, tôi dặn Baruch rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: hãy lấy những tờ khế này, khế mua niêm phong và khế để ngõ, và để trong một cái bình đất, đặng những tờ khế ấy còn được lâu ngày. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: người ta sẽ còn mua nhà, ruộng và vườn nho trong đất này. Khi tôi đã trao tờ khế mua cho Baruch con trai Neriya, thì tôi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nối sau. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Mưu mô Ngài lớn lao, và công việc thì có phép tắc. Mắt Ngài mở soi trên mọi đường lối con trai loài người, đặng báo cho mỗi người theo đường lối nó và theo quả của việc làm. Ngài đã làm nên những dấu lạ sự lạ trong đất Ai Cập cho đến ngày nay, trong Israel cũng như trong những người khác. Ngài đã được danh tiếng như mình hiện có. Ngài đã dùng dấu lạ, sự lạ, tay mạnh và cánh tay giơ ra cùng sự kinh khiếp lớn mà đem dân Israel mình ra khỏi đất Ai Cập. Ngài ban cho họ đất này là đất đượm sữa và mật mà Ngài đã thề ban cho tổ phụ họ xưa kia. Họ đã vào lấy đất này làm sản nghiệp, nhưng không vâng theo tiếng Ngài, không bước theo luật Ngài, chẳng hề làm một điều gì về mọi sự mà Ngài đã dặn phải làm. Vì vậy, Ngài đã giáng mọi tai vạ này trên họ. Này, những đồn lũy,
chúng nó đã bước tới thành để chiếm lấy nó. Vì cớ gươm dao, đói kém, ôn dịch, nên thành bị nộp trong tay người canh đê đang tranh chiến với nó. Điều Ngài phán thì đã xảy đến, và này Ngài thấy. Hỡi Chúa Giê-hô-va, Ngài đã phán cùng tôi rằng, hãy dùng giá bạc mua ruộng này và mời những người làm chứng. Mà kìa, thành đã nộp trong tay người canh đê. Có lời Đức Giê-hô-va được phán cho Giê-rê-mi như vậy. Này, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt. Có sự gì khó quá cho ta chăng? Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy. Này, ta sẽ phó thành này vào tay người canh đê, vào tay Nebuchadnezzar vua Babylon, người sẽ chiếm lấy. Những người canh đê đang đánh thành này thì sẽ đến, đặt lửa và đốt đi. Đốt luôn những nhà mà người ta dâng hương cho ba anh tại trên mái và làm lễ quán cho các thần khác, đặng chọc giận ta. Vả con cái Israel và con cái Juda từ thuở còn trẻ chỉ làm điều dữ trước mặt ta. Vì con cái Israel chỉ lấy việc làm của tay mình mà chọc giận ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Thành này đã làm cớ cho ta giận và tức từ ngày đã xây lên cho đến ngày nay. Vậy nên, ta muốn cất nó đi khỏi trước mặt ta, vì cớ mọi điều ác mà con cái Israel và con cái Giu-đa đã làm đặng chọc giận ta. Chúng nó, vua, quan trưởng, thầy tế lễ, kẻ tiên tri chúng nó, người Giu-đa và dân cư Jerusalem nữa. Chúng nó không xây mặt lại ta, trở xây lưng lại. Dầu ta đã dạy chúng nó, dậy sớm mà răng bảo, nhưng chúng nó không nghe, chẳng nhận sự dạy dỗ. Chúng nó đã để những vật gớm ghiếc trong nhà được xưng bởi danh ta để làm cho ô uế. Chúng nó đã xây các nơi cao của ba anh trong nơi trũng con trai Hinôm, khiến con trai con gái mình qua lửa, dâng cho Mô-lóc là điều ta không truyền dạy. Ta chẳng hề nghĩ đến rằng chúng nó có thể phạm một sự gớm ghiếc dường ấy mà làm cho Giu-đa phạm tội. Nên bây giờ về thành này, mà các ngươi nói rằng nó đã phó trong tay vua Babylon bởi gươm dao, đói kém, ôn dịch, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Này, ta sẽ thâu nhóm chúng nó từ mọi nước mà ta đã nhân giận, thạnh nộ, tức mình quá mà đuổi chúng nó đến. Ta sẽ đem chúng nó về trong chỗ này, khiến chúng nó ở yên ổn. Chúng nó sẽ làm dân ta và ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó. Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng, một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước. Ta sẽ lập giao ước đời đời với chúng nó rằng, ta sẽ không xây khỏi chúng nó để làm phước cho, và ta sẽ đặt sự kính sợ ta vào lòng, để chúng nó không còn lìa khỏi ta. Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho, và chắc hết lòng, hết linh hồn trồng chúng nó trong đất này. Đức Giê-hô-va phán, như ta đã giáng mọi tai vạ lớn trên dân này, ta cũng sẽ giáng cho mọi sự lành ta đã hứa. Người ta sẽ mua ruộng trong đất này, mà các ngươi nói rằng ấy là một nơi hoang vu không có loài người, cũng không có loài thú, đã bị nộp trong tay người canh đê. Người ta sẽ dùng giá bạc mua ruộng tại đó, viết khế bán, niêm phong lại, mời người làm chứng. Trong đất Benjamin và chung quanh Jerusalem, trong các thành Juda và trong các thành miền núi, trong các thành đồng bằng và các thành phương Nam. Vì ta sẽ khiến những phu tù trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 33. Trong khi Giê-rê-mi còn bị giam trong hành lang lính canh, thì có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng người lần thứ hai rằng, Đức Giê-hô-va là đấng làm nên sự này. Đức Giê-hô-va là đấng tạo và lập sự này. Danh Ngài là Giê-hô-va, phán như vậy. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Về nhà cửa của thành này và cung điện của vua Giu-đa mà người ta đã phá đi để ngự lại đồn lũy và gươm dao của giặc, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Khi đi đánh cùng người canh đê, nhà cửa này sẽ đầy dẫy xác chết của những người mà ta đã giết trong cơn giận và thạnh nộ của ta.
ấy là vì cớ dân này hung ác mà ta đã lánh mặt khỏi thành đó. Này, ta sẽ ban sức mạnh cho nó và chữa lành. Ta sẽ chữa lành chúng nó, sẽ tỏ cho chúng nó thấy dư dật sự bình an và lẽ thật. Ta sẽ khiến những phu tù Juda và phu tù Israel trở về, gây dựng lại chúng nó như hồi trước. Ta sẽ làm cho sạch mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta. Ta sẽ tha mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta và đã phạm pháp nghịch cùng ta. Thành này sẽ có danh vui vẻ, ngợi khen, vinh hiển cho ta ở trước mặt mọi dân thiên hạ. Họ sẽ nghe mọi sự lành ta làm cho chúng nó, thì đều sợ hãi và run rẩy về mọi phước lành cùng mọi sự bình an mà ta sẽ ban cho chúng nó. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Trong chốn này là nơi các ngươi nói, ấy là một nơi hoang vu, không còn có loài người cũng không có loài thú. Trong các thành của Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem, tức những nơi đã bị hoang vu, không người, không dân ở, cũng không loài thú, thì người ta sẽ còn nghe tiếng kêu vui và reo mừng, tiếng của rễ mới và dâu mới, tiếng của những kẻ nói rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì Đức Giê-hô-va là nhân lành, sự nhân từ của Ngài còn đời đời, và của những kẻ đến dâng của lễ tạ ơn trong nhà Đức Giê-hô-va. Vì ta sẽ khiến những phu tù của đất này trở về, làm cho như trước, Đức Giê-hô-va đã phán. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Trong chỗ này là chỗ bị hoang vu, không có loài người nữa, cũng không có loài thú, và trong mọi thành nó lại sẽ có những gia cư của kẻ chăn chiên khiến bầy mình nằm nghỉ. Trong những thành miền núi và những thành đồng bằng, trong những thành phương nam, trong đất Benjamin, trong các nơi chung quanh Jerusalem và trong các thành Juda, những bầy sẽ lại qua dưới tay kẻ đếm. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va lại phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm lời tốt lành mà ta đã phán về nhà Israel và nhà Juda. Trong những ngày ấy và kỳ đó, ta sẽ khiến nảy lên một nhánh của sự công bình cho David. Đấng ấy sẽ làm ra sự công bình chính trực trong đất này. Trong những ngày đó, Juda sẽ được cứu, Jerusalem sẽ ở an ổn, danh nó sẽ được xưng rằng Đức Giê-hô-va, sự công bình chúng ta. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy: David sẽ chẳng thiếu một người nam để ngồi trên ngai nhà Israel. Các thầy tế lễ, tức là người Lê-vi, sẽ cũng không thiếu một người trước mặt ta để dâng của lễ thiêu, đốt của lễ chay và dâng của lễ hằng ngày. Có lời Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Nếu các ngươi có thể phá giao ước ban ngày của ta và giao ước ban đêm của ta, đến nỗi chẳng có ngày và đêm trong kỳ nó nữa, thì mới có thể phá giao ước của ta với David tôi tớ ta, mà người sẽ không có con cháu trị vì trên ngai mình nữa, và phá giao ước ta với các thầy tế lễ, tức người Lê-vi, kẻ hầu việc ta. Người ta không thể đếm được cơ binh trên trời và lường cát dưới biển. Ta cũng sẽ ban cho David tôi tớ ta và cho người Lê-vi hầu việc ta được dòng dõi đông nhiều như vậy. Có lời của Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi như vậy: Ngươi há chẳng xét dân này nói hay sao? Chúng nó nói: Hai họ mà Đức Giê-hô-va đã kén chọn thì Ngài bỏ rồi. Như vậy chúng nó khinh dễ dân ta, coi dân này chẳng thành một nước nữa. Nhưng này là lời Đức Giê-hô-va phán: Nếu giao ước của ta về ngày và đêm chẳng đứng, và nếu ta chẳng định luật phép cho trời và đất, thì cũng vậy, ta sẽ bỏ dòng dõi của Gia-cốp và dòng dõi của David tôi tớ ta, đến nỗi ta sẽ chẳng lấy trong vòng dòng dõi người những kẻ cai trị dòng dõi của Abraham, của Isaac và của Gia-cốp. Vì ta sẽ đem những phu tù trở về và thương xót chúng nó. Chương 12. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.
nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng: hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Vậy, hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hãy coi chừng, cho trong anh em chứa có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này. Dẫu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy. Anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình. Vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ "còn một lần nữa" tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Chương 13. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ. Lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế,
vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng, Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào, và học đòi đức tin họ. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình, vì lòng nhờ ân điển được vững bền ấy là tốt, chứ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. Chúng ta có một cái bàn thờ, phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Vả huyết của con sinh bị thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội, còn thân thể nó thì đốt đi bên ngoài trại quân. Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Vậy nên, chúng ta hãy ra ngoài trại quân đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Vì dưới đời này chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chăn chiên lớn, là Đức Chúa Giêsu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Hỏi anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này. Ấy, tôi đã viết vắn tắt cho anh em vậy. Hãy biết rằng anh em chúng ta là Timôthê đã được thả ra. Nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em. Hãy chào thăm mọi người dắt dẫn anh em và hết thảy các thánh đồ. Các thánh đồ ở Italy gửi lời thăm anh em. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Thi Thiên 72. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban cho vua sự xét đoán của Chúa và ban cho vương tử sự công bình của Ngài. Người sẽ đoán xét dân sự Chúa cách công bình, xử kẻ khốn cùng cách ngay thẳng. Nhưng vì công bình, các núi và gò nổng sẽ đem bình an đến cho dân sự. Người sẽ đoán xét kẻ khốn cùng của dân, cứu con cái người thiếu thốn và chà nát kẻ hà hiếp. Hễ mặt trời mặt trăng còn có bao lâu thì chúng nó kính sợ Chúa bấy lâu cho đến muôn đời. Vua sẽ giáng xuống như mưa trên cỏ mới phát, khác nào giọt của trận mưa tưới đất vậy. Trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thịnh, cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn. Người sẽ quản hạt từ biển này tới biển kia, từ sông cho đến cùng trái đất. Những người ở đồng vắng sẽ cúi lại trước mặt người, còn các kẻ thù nghịch người sẽ liếm bụi đất. Các vua Taresi và những cù lao sẽ cống thuế cho người. Vua Saba và vua Seba sẽ cống lễ cho người. Phải, hết thảy các vua ấy sẽ sắp mình xuống trước mặt người. Các nước sẽ phục sự người, vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu, và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ khốn cùng, người thiếu thốn, và cứu linh hồn của người thiếu thốn. Người sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hà hiếp và sự hung bạo, cũng sẽ xem huyết họ là quý báu. Người sẽ được sống và thiên hạ sẽ dâng vàng sa ba cho người. Người ta sẽ cầu nguyện cho người luôn luôn và hằng ngày chúc phước cho người.
sẽ có dư vật ngũ cốc trên đất và trên đỉnh các núi. Bông trái nó sẽ lào xào như ly băng, còn người ở thành thị sẽ hưng thạnh như cỏ của đất. Danh người sẽ còn mãi mãi. Hễ mặt trời còn đến chừng nào, danh người sẽ noi theo chừng nấy. Người ta sẽ nhân danh người mà chúc phước nhau. Các nước đều sẽ xưng người là có phước. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Chỉ một mình Ngài làm những sự lạ lùng. Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đến đời đời. Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh hiển của Ngài. Amen. Amen. Chung các bài cầu nguyện của David, con trai Isai. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.